Sân vận động quốc tế Yokohama được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 1994 tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Sân vận động hoàn thành vào năm 1997 và chính thức khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1998. Kinh phí xây dựng sân vận động là 60,3 tỷ yên Nhật Bản. Khán đài sân vận động quốc tế Yokohama có thiết kế 2 tầng được bao phủ bởi mái tre. Sức chứa hiện tại của sân vận động là 72.327 khán giả. Đây cũng là sân vận động lớn nhất Nhật Bản hiện tại. Dàn đèn sân vận động quốc tế Yokohama có công suất 2.000 lux. Sân vận động này đóng vai trò là trung tâm của World Cup 2002, tổ chức tổng cộng 4 trận đấu, trong đó có trận chung kết giữa Brazil và Đức. Tên gọi thương mại của sân vận động này hiện là sân vận động Nissan. Nó hiện là sân nhà của câu lạc bộ Yokohama F. Marinos. Sân vận động Olympic Atatürk nằm ở phần lãnh thổ châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được bắt đầu xây dựng vào 28 tháng 11 năm 1997 tại thành phố Istanbul và chính thức mở cửa vào ngày 31 tháng 7 năm 2002. Kinh phí xây dựng sân vận động là 228 triệu đô la Mỹ. Sân đã trải qua hai lần cải tạo vào năm 2005 và 2020. Sân bóng này mang thiết kế đậm chất Hồi giáo, với hai mái thép nặng 2.800 tấn và 1.300 tấn. Mái phía Tây được thiết kế theo hình lưỡi liềm. Tầng 1 của khán đài nằm phía dưới mặt đất. Khán đài phía Tây và phía Đông có 2 tầng. Sức chứa của sân vận động hiện là 74.753 khán giả, với toàn bộ chỗ ngồi đã lắp ghế đơn và 48.500 chỗ ngồi có mái che. Dàn đèn của sân vận động này có công suất 1.400 lux. Sân vận động Olympic Atatürk được xếp hạng sân vận động loại 4 của UEFA, cũng như được IAAF và IOC chứng nhận là địa điểm hạng nhất cho điền kinh. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Ferti Karagümrük. Đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Super League. Sân vận động chính Gelora Bungkarno chính là trái tim của khu liên hợp thể thao cùng tên. Được bắt đầu xây dựng vào ngày 8 tháng 2 năm 1960 và chính thức hoàn thành vào ngày 12 tháng 7 năm 1962. Đây từng là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, khi có thời điểm sức chứa của nó đạt đến 110.000 khán giả. Kinh phí xây dựng sân vận động được tài trợ một phần từ Liên bang Xô Viết. Sân vận động đã trải qua hai lần cải tạo. Sức chứa của sân hiện tại là 77.193 chỗ ngồi. Ghế trên khán đài mang các màu sắc đỏ trắng và xám, được lắp đặt để theo các họa tiết lượn sóng, mô phỏng những làn sóng người trên khán đài sân vận động. Sân vận động này nổi tiếng với mái che hình chiếc nhẫn khổng lồ, được gọi là Temmuz Zelang, được thiết kế để che phủ cho khán giả và tăng vẻ hùng vĩ của sân vận động. Mặt sân sử dụng loại cỏ lai tiên tiến hiện nay, đạt tiêu chuẩn của FIFA. Trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất lên đến 3.500 lux. Hiện tại, đây vẫn là sân vận động quốc gia của Indonesia và là một trong những sân vận động tốt nhất châu Á hiện nay. Đồng thời cũng là sân nhà của câu lạc bộ Persija Jakarta, dù thời gian sử dụng đôi khi bị ngắt quãng. Sân vận động công viên thể thao Hàng Châu là trung tâm của Đại hội Thể thao Châu Á 2022, nằm trong khu liên hợp thành phố triển lãm thể thao Hàng Châu. Được khởi công từ ngày 26 tháng 12 năm 2009. Nhưng việc xây dựng chỉ thực sự bắt đầu từ năm 2011. Diện tích xây dựng là 229.000 m². Kế hoạch ban đầu là sẽ hoàn thành sân vận động này vào năm 2013, nhưng mãi đến ngày 11 tháng 8 năm 2019 nó mới chính thức được khánh thành. Sân vận động công viên thể thao Hàng Châu có sức chứa 80.000, đây là một trong ba sân vận động lớn nhất Trung Quốc khi mới khai trương, cùng với sân vận động Quảng Đông và sân vận động quốc gia Bắc Kinh. Kinh phí xây dựng cho toàn bộ khu liên hợp thể thao là 850 triệu đô la Mỹ. Sân vận động có 3 tầng khán đài bao quanh. Một khoảng trống được tạo ra ở khán đài phía Bắc để có thể nhìn ra dòng sông cạnh sân vận động. Ý tưởng thiết kế phía ngoài sân vận động dựa trên kết cấu lụa và nước sông tiền đường năng động. Cấu trúc này được bao phủ bởi các kết cấu kim loại có hình dạng giống như cánh hoa, có tổng cộng 28 cánh hoa lớn và 27 cánh hoa nhỏ hơn, khiến sân vận động nhìn từ bên ngoài giống như một bông hoa sen. Sân vận động quốc gia Bắc Kinh được biết đến với biệt danh sân vận động tổ chim.
được khởi công vào ngày 24 tháng 12 năm 2003 và bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2004. Với diện tích 204.000 m², sân vận động chính thức khánh thành vào ngày 28 tháng 6 năm 2008. Kinh phí xây dựng là 428 triệu đô la Mỹ. Đây chính là một trong những sân vận động có kiến trúc đẹp và độc đáo nhất Trung Quốc cho đến tận bây giờ. Nó đã trở thành một biểu tượng mới cho Trung Quốc và thành phố Bắc Kinh. Sân vận động này là địa điểm chính của Olympic mùa hè 2008 và Olympic mùa đông 2022. Sân vận động bao gồm hai cấu trúc độc lập, đứng cách nhau 15 m, bao gồm một khán đài bê tông và khung thép bên ngoài bao quanh khán đài. Sân vận động trông giống như một cái tổ chim, nhìn từ bên ngoài, cấu trúc có vẻ hỗn loạn nhưng lại rất chắc chắn. Nó bao gồm 4 đoạn gần như giống hệt nhau và cùng nhau tạo nên vòng thép khổng lồ nặng tới 27.000 tấn. Mái sân vận động được phủ bằng các tấm ITFE ở bề mặt phía trên và màng cách âm ở bề mặt phía dưới. Khán đài được chia thành 3 vòng lớn bao quanh sân có đường chạy điền kinh. Sức chứa của sân vận động quốc gia Bắc Kinh là 80.000 khán giả. Hiện tại, sân vận động tổ chim đóng vai trò như một địa điểm tham quan cho khách du lịch, nơi họ có thể di chuyển trên mái có sân vận động để ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh. Sân vận động Olympic Quảng Đông được khởi công xây dựng vào ngày 31 tháng 12 năm 1998, nằm ở phía nam của Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông, tại Quảng Châu của Trung Quốc. Với diện tích xây dựng 300.000 m², sân vận động chính thức hoàn thành vào ngày 22 tháng 9 năm 2001. Kinh phí xây dựng sân vận động là 1,23 tỷ nhân dân tệ. Hình dạng độc đáo của sân vận động Olympic Quảng Đông phá vỡ khái niệm thiết kế hình tròn truyền thống của sân vận động. Mái sân vận động được chia thành hai dàn mái thép ở phía đông và phía tây, nặng 11.000 tấn, nằm trên 21 nhóm tháp theo kiểu cong. Mái tre trông như con rồng Trung Quốc bay vút lên bầu trời, tượng trưng cho sự cất cánh của Quảng Đông trong thế kỷ mới. Sân vận động có 21 khu vực khán đài, những chiếc ghế đầy màu sắc giống như hàng nghìn cánh hoa rực rỡ tạo thành bông K-pop, loài hoa của thành phố Quảng Châu vô cùng ngoạn mục. Toàn bộ tòa nhà năng động và mang tính biểu tượng. Dù khán giả đứng ở vị trí nào trên khán đài cũng có thể quan sát rõ ràng mọi khung cảnh trong sân, giúp khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui và sự phấn khích khi theo dõi các trận đấu. Sân vận động Olympic Quảng Đông có sức chứa 80.012 khán giả. Đây là địa điểm chính của Đại hội Thể thao Châu Á năm 2010. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái tre của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái tre có thể thu vào được làm bằng màng ITFE và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persia Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persia. Sân vận động quốc tế Jakarta sẽ có một đài quan sát ở bên dưới mái tre. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Dù là sân bóng lớn nhất Indonesia hiện tại, đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia vẫn chưa có trận đấu chính thức nào trên sân vận động này. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil với sức chứa hơn 87.000 khán giả, hiện là sân vận động lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, nó được chính thức khánh thành bởi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vào ngày 11 tháng 7 năm 1998 để tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 1998. Chi phí xây dựng sân vận động này là 1 tỷ ringgit. Cấu trúc màng được sử dụng cho mái tre và hầu hết vật liệu được sử dụng là bê tông cốt thép.
Thời điểm mới hoàn thành, sân vận động Bukit Jalil có sức chứa lên đến 100.000 khán giả. Mặt tiền bao phủ bên ngoài sân vận động với các cửa chớp dọc xoắn cũng được chiếu sáng bằng đèn LED rất đẹp vào ban đêm. Trong khi toàn bộ ghế ngồi bên trong sân vận động được khảm ngẫu nhiên với 4 màu vàng, trắng, xám, đen. Dàn đèn chiếu sáng của sân vận động Bukit Jalil có công suất 2.400 lux, trong khi mặt sân sử dụng cỏ Zeon Zoysia. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil đã trải qua một lần cải tạo vào giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017. Đây là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Sân vận động Lusail, nơi từng diễn ra trận chung kết của FIFA World Cup 2022. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại thành phố Lusail, cách thủ đô Doha 15 km về phía Bắc, và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, với kinh phí xây dựng 767 triệu đô la Mỹ. Sân vận động được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc bát Hồi giáo cũng như kiến trúc địa phương. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của nó giống như một cái bát khổng lồ màu vàng. Mặt tiền sân Lusail có hình dáng như một chiếc bát trà là, được tạo thành từ nhiều mảnh hình tam giác phức tạp lấy cảm hứng từ đèn Qatar cũ. Tổng cộng, mặt tiền sân vận động Lusail có 4.200 tấm nhôm hình tam giác với tổng diện tích 60.000 m². Các hình tam giác này tạo ra một bức màn đục lỗ cho phép ánh sáng chiếu vào các phòng chức năng bên trong. Thiết kế mái sáng tạo giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của sân vận động. Mái lưới cáp hình bánh xe nan hoa có đường kính 307 m, một trong những mái lưới cáp kéo lớn nhất thế giới trong một sân vận động, mang lại sự thân thiện với môi trường, đồng thời thống nhất toàn bộ sân vận động dưới một lớp vỏ duy nhất. Vòng căng bên ngoài của nó được kết nối với vòng căng trung tâm bằng một hệ thống cáp phức tạp. Phương pháp này tạo ra một mái nhà rộng mà không cần các cột hỗ trợ. Màng mái có diện tích 45.000 m², được tạo thành từ hàng trăm cấu trúc hình kim cương. Khán đài Lusail có 2 tầng, được lắp đặt ghế đơn mang những màu sắc của cát sa mạc. Với sức chứa 88.966 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất khu vực Trung Đông. Vào ban đêm, một hệ thống chiếu sáng tiên tiến sẽ tối đa hóa sự tương tác của ánh sáng và các khe hở ở mặt tiền, mô phỏng ánh sáng của đèn lồng để chào đón người hâm mộ. Triều Tiên chính là quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới hiện nay, nếu không tính các sân vận động cricket. Đó là sân vận động mùng 1 tháng 5 Jungrado. Nó được khởi công xây dựng vào năm 1986 trên khu đất rộng 20,7 hectare tại đảo Dungra, Bình Nhưỡng. Nó chính thức được khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1989 với kinh phí xây dựng 687,4 tỷ won Hàn Quốc. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Jungrado được ra đời như một động thái phản ứng mang tính cạnh tranh của Triều Tiên với Hàn Quốc khi xây dựng sân vận động Olympic Seoul. Khi mới mở cửa, sức chứa của sân vận động này lên đến 150.000 khán giả. Yếu tố ngoạn mục nhất của sân vận động là mái của nó. Mái tre hình con sò có diện tích lên đến 94.000 m². 11.000 tấn thép tạo thành 16 vòm được sắp xếp thành một vòng tròn và giống như một bông hoa mộc lan. Chúng trải dài 60 m bên trong sân vận động và 40 m ra ngoài. Toàn bộ công trình cao 60 m. Mái tre độc đáo này đã được trao giải nhất trong triển lãm quốc tế về phát minh của Geneva năm 1988. Năm 2014, sân bắt đầu được cải tạo và mở cửa trở lại vào năm 2015. Sức chứa của sân vận động giảm xuống 114.000 khán giả như hiện nay. Khán đài sân vận động mùng 1 tháng 5 Jungrado tạo thành hai vòng lớn. Toàn bộ khán đài được lắp đặt ghế đơn mang các màu sắc của quốc kỳ Triều Tiên. Mặt sân mùng 1 tháng 5 Jungrado cũng sử dụng cỏ nhân tạo. Sân vận động này rất hiếm khi tổ chức các trận đấu bóng đá. Hoạt động chủ yếu tại đây là lễ hội Arirang diễn ra hàng năm. Narendra Modi không chỉ là sân vận động lớn nhất châu Á mà còn là sân vận động lớn nhất thế giới hiện tại, với sức chứa lên tới 132.000 khán giả. Nằm gần bờ sông Sabarmati, sân vận động này được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2015 trên diện tích 25 hectare tại Gujarat, Ấn Độ. Nó chính thức mở cửa vào tháng 2 năm 2020. Kinh phí xây dựng sân vận động là 100 triệu đô la Mỹ. Sân vận động thuộc sở hữu của Hiệp hội Cricket Gujarat và là địa điểm tổ chức các trận đấu cricket trong nước và quốc tế.
đây là một trong những sân vận động cricket hàng đầu thế giới. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, sân vận động đã được đặt tên là Narendra Modi để vinh danh Thủ tướng Ấn Độ hiện tại, Narendra Modi. Cấu trúc 2 tầng của sân vận động Narendra Modi được hỗ trợ từ bên dưới bởi nhiều cột hình chữ Y khổng lồ. Trọng lượng của mỗi cột hình chữ Y là 280 tấn, chúng cao khoảng 30 mét. Sân vận động có hệ thống đèn LED 360 độ được lắp đặt thành một vòng trên mái. Mái màng PTFE bao phủ 30 mét trong số 55 mét chiều rộng của khu vực chỗ ngồi. Khán đài sân vận động có thiết kế 2 tầng, trong khi mặt sân sử dụng cỏ Bermuda,